Spider-Man No Way Home tái xuất, đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ. Sony đã phát hành lại bộ phim Spider-Man No Way Home với 11 phút bổ sung nhiều phân cảnh mới đã chứng tỏ được sự thắng thế của bom tấn mô phỏng truyện tranh, mang về 6 triệu đô la Mỹ từ 3.935 rạp chiếu vào cuối tuần qua. Bộ phim có Tom Holland đóng người nhện dự kiến sẽ kết thúc kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài đến hết lễ lao động 5 tháng 9 với 7,6 triệu đô la Mỹ. Với việc tái phát hành, Spider-Man No Way Home hiện đã thu về 812,3 triệu đô la Mỹ ở Bắc Mỹ, củng cố vị trí là bộ phim có doanh thu cao thứ 3 trong lịch sử phòng vé nội địa. Trong teaser, người hâm mộ dễ dàng nhận ra phân đoạn Peter Parker phải sử dụng khả năng trèo tường của Spider-Man trong trường học trước sự hò reo của bạn bè chưa từng xuất hiện trước đây. Ngoài ra, các tác phẩm Bullet trên DC League of Super Pets và The Invitation lọt vào top 5 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé. Được biết, Spider-Man No Way Home do Ron Watts đạo diễn hiện thu về 1,89 tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu, trong khi kinh phí sản xuất chỉ 200 triệu đô la Mỹ.